SACOS, wherever you go. Thương hiệu vali, ba lô, túi xách cao cấp từ Mỹ. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thử Thách Bất Ngờ. Đầu tiên xin giới thiệu ca nhạc sĩ Khánh Phương. Phương xin gửi đến tất cả quý vị những khán giả của chương trình Thử Thách Bất Ngờ lời chào trân trọng nhất. Đến với một game show về ngôn ngữ như thế này thì anh đang cảm thấy như thế nào? Khánh Phương ngày hôm nay giống như kiểu mình thấy rất là háo hức. Và khách mời tiếp theo của chúng ta là một cô gái cực kỳ dễ thương, đó chính là MC song ngữ Tracy Thủy Hoàng. MC rất là đẹp gái Tường Vi và ca sĩ đẹp trai Khánh Phương. Và xin chào toàn thể quý vị khán giả của chương trình Thử Thách Bất Ngờ. Xin cảm ơn Tracy rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta gặp gỡ một khách mời nữa cũng cực kỳ dễ thương, đó chính là ca nhạc sĩ Hamlet Trương. Xin chào mọi người. Đây là lần đầu tiên mà Hamlet Trương đến với Thử Thách Bất Ngờ. Và mong là với tất cả những gì mà đồng nghiệp chúng tôi cùng trải qua hôm nay sẽ khiến cho các bạn yêu tiếng Việt hơn, muốn được tiếp xúc với tiếng Việt nhiều hơn. Hamlet Trương ơi, thế mạnh của nhạc sĩ thì là về câu chữ, đúng không? Mà còn là nhà văn nữa. Đó. Hồi nãy tôi nói trong hậu trường rồi, đừng có tiết lộ. Nói chung là cũng chưa chắc đâu à. Nói chung là mọi người đừng áp lực quá. Và khách mời cuối cùng của chúng ta đó là ca sĩ Chi Trần. Hello tất cả mọi người. Mình là G xém xinh, hơi thông minh, nói chuyện hóm hỉnh và không hề suy nghĩ linh tinh. Mới vừa ra là coi như là chơi luôn một tràng rồi. Mà hôm nay hai cô gái của chúng ta là rất cá tính nha. Chuyên rất là năng động đây. Chi Trần ơi, không biết là hôm nay đến với Thử Thách Bất Ngờ là một chương trình về ngôn ngữ, về từ ngữ tiếng Việt, thì bạn đang cảm thấy như thế nào? Có lẽ là sẽ có hơi một chút áp lực đó chị. Tại vì do là chúng ta đều biết rằng là cái việc mà ngôn ngữ văn học của mình á, nó rất là khó và rất là có sự khác biệt giữa cái việc mà văn nói và văn viết. Nhưng mà mọi người cứ yên tâm, ngày hôm nay thả lỏng tinh thần đến với Thử Thách Bất Ngờ. Và chắc chắn là Vi tin rằng khi mà kết thúc chương trình, mọi người có thể bỏ túi vào từ điển của mình thêm nhiều từ ngữ mới lắm nha. À, tưởng bỏ mấy chục triệu. Bỏ mấy chục triệu. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào vòng đầu tiên.